Rồi chào các bạn nha. Mình đi soi nhái mình phát hiện có con rắn trung nè. Thấy không? Bây giờ nó thấy mình nó rút đầu vô nè. Bây giờ mình bắt ra cho các bạn xem. Đây đây nó. Nè. Con rắn trung. Đấy. Rồi bệnh nha. Nó ấy vô quá. Cái đuôi nè. Bây giờ nó rút rồi. Để làm gì nó mới ra. Không. Nó phúng tức nữa. Đây là con rắn trung. Nó sợ của mình nè. Không. Con rắn này rất là bự. Mình đặt cho các bạn xem. Nó đang rất là giận dữ. Đấy là nó cắn đó. Bò này. Con rắn này là thấy nó cũng sợ rồi, không? Rắn này khá là mập, nó bự mà nó mập nữa. Con trùng to rồi chưa? Rất là hiền. Thì rắn trung này làm ăn cũng được. Người ta làm thịt, người ta làm thịt sạch cho người ta. Người ta làm xào xả ớt. Hoặc là nướng chiên cũng mắm, không? Là ta nướng chui luôn, nướng để nguyên con nướng chui, không? Có rất nhiều món ăn đơn giản nhưng mà rất là ngon. Không? Cho con nó bò cho các bạn xem, nó không đáng sợ như các bạn nghĩ đâu nha. Ừ, nó rất là hiền.
cần đuôi nó đuôi cùng, không có gì hết. Rồi bây giờ thả nó đi, thả nó bò đi. Giờ ta xem nó bò đi nè, thấy nó kiếm đường nó chui đó, thấy không? Chui à. Giờ ta nắm nó còn không ra nữa. Đây giờ nó chui rút xuống cái hang kìa. Chui rút rồi. Thôi vậy chào các bạn nha.